Thưa quý vị, vào chiều 25 tháng 5, một đoạn video ghi lại cảnh học sinh mặc đồng phục đang liên tục ném những túi bột màu trước cổng trường được đưa lên mạng xã hội gây nên nhiều phản ứng khác nhau. Cổng trường diễn ra cảnh này sau đó được xác định là trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hình ảnh trong đoạn video, các học sinh nam, nữ mặc quần tây, áo sơ mi trắng hoặc đồng phục thể dục lôi những túi nhỏ bột ném vào cổng trường, vừa ném vừa la hét. Video này kèm theo dòng trạng thái của người đưa lên mạng như nhà trường cuối năm thất thủ, học sinh giờ quậy quá, khiến cho đa số các bình luận đều lên án việc này dữ dội. Hàng ngàn lượt chia sẻ video cũng cho rằng học sinh manh động quá và quy kết đây là hành động phá hoại. Tối 25 tháng 5, chia sẻ với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Thảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến cho biết đúng là có cảnh này diễn ra vào sáng 25 tháng 5. Buổi sáng diễn ra lễ tri ân trưởng thành cho học sinh lớp 12 và bế giảng năm học. Sau buổi lễ, học sinh lớp 12 đã có hành động này. Tuy nhiên, ông Thảo cho rằng đây chỉ là hoạt động bình thường, trò tinh nghịch của học sinh, do đó không nên quá khắt khe với các em. Mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.